đương thần á, thì ông bà mình cho đi bằng thoải mái nha. Mà tới cái kỳ ba này nè, con của mẫu thì phải đi theo, đi về vừa mần vừa tu, nhưng mà cô không hành đó là cô may lắm rồi đó. Hồi đó tới giờ cũng muốn có một chỗ đặng để đi, để nó coi mình cho biết cái coi sao mà có một thời á chị em ta sao không có gì, còn mình sao thấy mình lặng lặng không có. Nhưng mà không biết đi làm công ty mới về nghỉ hồi tháng bệnh dịch á, cái đó giờ đi làm công ty cũng mười mấy năm hai chục năm nay. Đương thần á, thì ông bà mình cho đi bằng thoải mái nha. Mà tới cái kỳ ba này nè, con của mẫu thì phải đi theo, đi về vừa mần vừa tu, nhưng mà cô không hành đó là cô may lắm rồi đó nha. Tại vì mình có cái tâm đạo, mình lo mình trao mình đổi những gì, cô khổ tâm quá cô dục ra ngoài bớt. Nhiều khi cô có cái tâm linh là cô thấy người ta, cô nói cho người ta. Nhiều khi người ta nói trời ơi sao cái bà này ở đâu mà bà nói thì sao mà chúng tôi giữ gì trời mà cô không làm thầy đó. Mà tại sao cô xét con không được, con nói cô dục cái hoài mà cô không dục được, đúng không hả? Cái đó là tại sao, cái đó là tại mình, tại sao mà mình không dục ra được? Tại mình nói ta được, cũng như bác sĩ trị cho ta được mà không trị mình được, phải không? Nói gì nhưng mà cô có cái tay phục dược mà. Củ quyền của cô hồi đó có làm thầy, mà ngày nay ai nói gấp thì mượn cô. Cô nói trời người ta giàu nhóc chứ không mượn mà mượn tôi. Trời ơi ta lửa mà, ta lửa sẵn ở trong cái gốc bồ đề rồi. Không nhà không đất đi làm mướn. À vậy đó mà ta nhà. Mượn vậy đó nha. Ta mượn mấy người khổ sở vậy đó. Ta không có mượn mấy người giàu. Giàu tại vì cái trước người ta đã có. Còn mình xuống đây nè, cũng như mình là nổi mạng. Và kiếp xưa mình thiếu nợ người ta cái gì đó, thấy không? Ngày hôm nay mình cứ mượn trả cho người ta. Đừng có buồn, đừng có trách, nó mau. Tại sao nhiều khi trong tâm của cô nói nè, tự nhiên nó chắc cái này là mình thiếu nợ ta hồi xưa. Thôi bây giờ mình cũng gắng mình trả cho rồi, nên nhịn để trả. Mà rốt cuộc người nói được mà làm không được đó. Đúng không? Có cái này không? Trả thì mình cũng chẳng biết trả cái gì. Thì trả nợ đời vậy đó. Khổ thì con gái đã khổ rồi từ xưa tới giờ rồi. Thì mình cứ ngày qua ngày gì tới đâu hay tới đó vậy thôi. Chứ bây giờ mà nói như... Thì thấy chị em ta cũng trang cái tuổi của mình đó, mà ta có nhà có cửa rồi này kia người ta đầy đủ. Ta hưởng thụ mà mình thì thấy mình chỉ chẳng có gì đó. Đường thử thách mà. Đường thử thách đăng dây con đó mà nếu ngã lòng thì không khó tiêu tan. Nó không, cô biết hết trơn luôn chứ không phải là cô không biết luôn. Nói cũng là cơ hội cũng dữ dằn lắm đó chứ không phải thua ai đâu. Cái người đương thần không có nói cô vô đề được đâu đó, nói thẳng luôn nha. Nhưng mà cô có cái duyên á, là cô nằm bên á là Bửu Sơn Kỳ Hương nha, mà sát cô là bên mẫu, thành ra cô gắng chọn đi. Tại sao cô mặn mà cô không xấu nè, cô càng ngày cô đổi sắc nè, rồi củ quyền mình độ cho mình nè, bà tổ cô độ nè, mà cái tánh cô ngang lắm đó, không phải nói ngang mà nóng nữa, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay mình biết rồi là còn như 5 năm rồi, đâu có còn nữa đâu, rồi gắn bỏ cho hết. Nói là tôi gắn bỏ cho hết mà sao bỏ không được, người ta chọc mình thử coi 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 cái đó là mình có chịu nổi không. Cái gốc của cô đó, tôi nói thẳng vô trong gia đình của cô, anh em thì nhưng mà không có ai giống cô đâu, đúng không? Thì cái nhân duyên của cô đó, cái gì đó cô cứ xét lại. Nếu mà cậu bé nói thì trong cái đường cơ này cái gì nó cũng có, nhưng mà mình nhiều khi mình đi chợ mình cũng quên, mà về mình nhớ lại. Như tôi hỏi ông đó, ông có bị cái gì Phật cháy không? Ông nói không, hồi nào giờ đâu có đâu. Tới chừng rồi đàng hoàng chân, ông nói, vợ ông nói trời ơi có đó. Ông nhúng cái bếp lửa gì lòi ra mà ông đổ nhầm cồn đồ vô gì đó, rồi nó phật mà mang thôi là tiêu rồi đó, chứ không phải chơi đâu ha. Mình phải nhớ lại mới được, chứ cái tâm linh đó, thì ai cũng có cái tâm linh. Nhưng mà một người thì đi trước, một người đi sau. Nhưng mà trong cái gốc mà mình ăn ở đời rồi, kiếp trước mình có sẵn,
thì rất là thông minh, thông minh sáng suốt. Còn những mà bây giờ, bởi vì ta cô coi trong cái cuốn hồi nhân hồi mà cái kiếp trước của mình là cũng như ta kia nói là hồi nhân gì công quả gì đó. Nhưng mà tôi nói với cô đó là cô coi cái đó đi, một người thì người ta luyện về cái nước là máu, một người luyện về cái nước đục, rồi một người thì tại sao luyện về cái nước trong, rồi một người sao khôn quá, một người thì dại quá gì, phải không? Nhưng mà cô cũng đâu cô trương là tôi là khôn lanh gì đâu, nhưng mà cô chơi cô đã nhìn người cô thấy hết trơn, thấy không? Ngoài đời như vậy mà còn phải mắc người ta nữa đó, chứ không phải nói chuyện chơi hả. Mình khổ mà mình thấy người ta khổ, mình còn muốn giúp cho người ta hơn mình nữa, nhưng mà cái lòng của mình nó chưa có rồi. Ai cũng vậy chứ, tôi ngồi đây với cái sách cũng có rồi đó. Yeah. Nhưng mà đến khi tới chừng mà người ta mượn là mượn, để chi cho người ta vô người ta can thiệp bớt. Nói gì? Nhưng mà cô mà đi qua cây cầu mà người ta không dính cô thì sao cô đi được? Cây cầu khó. Còn ngay nữa là cô đi đường mà cũng có lạc đường, cô cũng nhờ người ta hỏi. Yeah. Thấy không? Yeah. Rồi hỏi người ta chỉ cho mình mới đi được chỗ đó. Mà nhiều khi phải hỏi nhiều lần, nhiều người nữa kìa. Yeah. Nói gì? Người tới đây cũng phải hỏi, sáng giờ cũng phải hỏi. Dạ. Hỏi kêu qua sang rồi hỏi ông kia, hỏi mấy chỗ mới đi lại tới chuồng bổ, rồi mới lại cháo lại. Dạ. Thì bây giờ tôi nói với cô, cái mạng này rồi mình lo không có nổi đâu. Cái mạng ba phút chót này rồi, chiến đồ chiều nha. Nhưng mình gắn, mình trèo, mình chống, mình làm đi. Ai chửi mắng thì ta giả điếc mà, nhưng cô có giả điếc nổi không? Mình có giả điếc nổi không? Thà rằng mình nhịn nhục chứ mình còn bực tức ở trong người nữa đó, phải không? Yeah. Gắn nhịn thôi chứ còn bực tức ở trong mình, nhiều khi còn hận thù nữa đó. Mà nhờ cái người ở trong cái cuộc đời của mình á, người ta nhắc nhở thôi thù làm chứ, thù có được cái gì, thôi bây giờ xả đi rồi thì làm sao mình đi lợi mình trả thù người ta được. Chứ bữa nay quýnh được ngày mai tôi đóng đường quýnh đó. Hồi xưa còn nhỏ là gì chơi gì không đó, bữa nay quýnh được ngày mai đóng đường mày quýnh đó cho lợi cái gan. Nhưng mà bây giờ mình đã lớn rồi, trong cái tiền kiếp của mình đã ngày hôm nay quằn cái hồn cái xác của mình lại, là người ta hỏi sao là hồn đổi xác, thấy không? Đó mà mình tu vừa hồn vừa xác nó mới mau. Chứ tôi nói thiệt cái cô gầu chứ không bằng cô gầu đâu. Nhưng mà ngày hôm nay tôi không còn gầu cái gì là tại sao người ta đi vô trong mình người ta cản hết trơn, sao gầu, thấy không? Tôi không có biết cái gì nữa mà gầu đó. Mà nếu mà cái xác thịt mình á, nó thịt cô gầu tới cái ngày mà mình chết xuống lỗ rồi đó là chưa hết gầu luôn, phải không? Này nói cho mình nghe để mà mình cởi mở những cái đời và cái đạo và cái khổ của mình gì đó. Nhưng mà hồi xưa cô khổ vừa gì mà ngày hôm nay cô cũng đỡ rồi, cô cũng la cô khổ rồi, cô sắm được cái này cái kia cô cũng la cô khổ, phải không? Nó cái tâm mình khổ là suốt cuộc đời không bao giờ. Mà cô nguyện ước cái gì mà cô nói ai cái gì mà không nghe cô là chuyện đó nó sẽ tới liền. Nó có đó, thấy không? Nhưng mà cái gì cơ nè, cô có cái tờ bàn tay phục dược, cô đi mua thuốc bậy bạ đưa tao uống cũng hết, bệnh này nó tới bệnh kia. Ê uống này đi hả, tưởng đâu không ly thì lấy chén, chén tròn tròn giống hồi xưa mấy ông uống uống trà đó. Yeah. Nó lịch sự hơn. Yeah. Ê con đi lấy cái chén đi con, mình dọn ra mình mời luôn con.